Ngày 16 tháng 2 năm 2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm nhà máy điện tử số 2 của VNPT Technology. Tiếp đón Thủ tướng, lãnh đạo VNPT Technology đã giới thiệu sơ lược về nhà máy điện tử số 2 với tổng diện tích 3,7 ha, gồm hai khối nhà máy, tòa nhà nghiên cứu và phát triển IND, tòa nhà điều hành, trung tâm đào tạo và tòa nhà công nghệ cao tầng. Các sản phẩm tại đây đều được VNPT Technology chủ động trong nghiên cứu, phát triển, thiết kế và sản xuất, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như đầu thu kỹ thuật số DVB-T2, thiết bị giáo dục giải trí cho gia đình Smartbox, các thiết bị mạng và dòng điện thoại smartphone Vivas Lotus. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các sản phẩm công nghệ của VNPT Technology và bày tỏ mong muốn các sản phẩm của VNPT Technology sẽ từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Nhà máy điện tử số 2 tại Hòa Lạc gồm 3 dây chuyền SMT với công suất 900.000 linh kiện một giờ, gấp 3 lần công suất nhà máy điện tử số 1, 2 dây chuyền DIP, 4 dây chuyền ASM. Các dây chuyền đều có khả năng sản xuất đa dạng tất cả các sản phẩm điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, Sản phẩm do VNPT Technology tự thiết kế và sản xuất, đảm bảo linh kiện đầu vào được giả soát chặt chẽ, quy trình sản xuất nghiêm ngặt cùng đầy đủ các công đoạn hậu kiểm để chắc chắn có chất lượng tốt nhất trước khi đến tay người tiêu dùng. Kết thúc chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo tập đoàn VNPT và ban lãnh đạo VNPT Technology chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận những thành quả trong công cuộc nghiên cứu phát triển và sản xuất của tập thể vnpt technology đồng thời động viên khích lệ tinh thần cán bộ công nhân viên của công ty để góp phần đưa vnpt technology nói riêng và ngành công nghệ công nghiệp việt nam nói chung phát triển hơn nữa